Và kính thưa quý vị, một bản tin đến từ OASK. Các quan chức an ninh ở tiểu bang Oaxaca, phía nam của Mexico đã thuê 12 nhân viên cầm điếc do họ có sự tập trung cao độ về khả năng nhìn để theo dõi những hình ảnh giám sát được thực hiện bởi các camera an ninh thiết lập xung quanh thành phố, thủ phủ của tiểu bang. Các đoạn phim được quay bởi 230 camera nằm ở trong và xung quanh thành phố Oaxaca, nơi được theo dõi 24 giờ một ngày, tại một trung tâm hoạt động dưới sự quản lý của lực lượng cảnh sát nhà nước. Bộ trưởng Công an Oaxaca Marco Lopez cho biết, do những khiếm khuyết của họ, những người bị câm điếc là nhân viên lý tưởng do họ có khả năng tập trung quan sát và sự tỉnh táo cần thiết cho công việc. Lopez cho biết thêm rằng, tiểu bang Oaxaca dẫn đầu Mexico với sáng kiến này. Ông nói mỗi ca trực có 4 nhân viên, tổng cộng có 12 nhân viên giám sát các camera 24 giờ một ngày. Ông nói họ là những thiên thần, họ im lặng, họ tập trung vào những gì mà họ đang nhìn thấy và họ liên lạc với ông bất cứ khi nào có trường hợp khẩn cấp. Trung tâm hoạt động nhằm thông báo các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực. Các camera được đặt cách 15 thước trên đường phố và có thể để quay các sự kiện cùng một lúc. Cảnh sát giao thông, cứu hỏa, y tá và nhân viên bảo vệ dân sự luôn có mặt để giúp đỡ người dân khi phát sinh trường hợp khẩn cấp. Một nhân viên câm điếc với khuôn mặt đã được che giấu để bảo vệ danh tánh của cô, cho biết rằng họ quan sát tìm kiếm các phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông hoặc người phạm tội và ăn cắp. Sinh viên Ana Luisa Camacho Alonso cho biết là các vị trí, chức vụ cung cấp cho những nhân viên câm điếc cơ hội phát triển. Cô nghĩ rằng đó là một cơ hội tuyệt vời khi mà chính quyền sử dụng những người bị câm điếc hoặc những người có khuyết tật, bởi vì như vậy thì họ có thể phát triển khả năng của mình, không bị bỏ lại phía sau hoặc cảm thấy mặc cảm với khiếm khuyết của mình. Và các nhà chức trách hy vọng là có thể cài đặt thêm 410 máy camera tại các điểm du lịch khác như Puerto Escondido và các tổ chức, đơn vị các nhà nước vào cuối năm 2012.